Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình góp để tham gia chương trình góp này. Các bạn click phần link mô tả mở Telegram, các bạn start chat chatbot này các bạn. Chương trình góp này các bạn sẽ add wallet, các bạn sẽ nhận được. Rồi các bạn mở địa chỉ xe mới chút. Add my server wallet nha các bạn. Thì chương trình góp này mình sẽ nhận được token là có cái hiệu là Noki. No IA nghe thấy các bạn cho chưa? Rồi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Để một hồi mình qua balance mình chép số tục cần mình mới biết nhận bao nhiêu của các bạn bên đây. Rồi các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Mình thấy trên nguồn góp cũng có phân phối đấy các bạn. Cái airdrop nào cũng uy tín nha các bạn. Rồi bạn gửi support nha các bạn. Chương trình airdrop này mình sẽ phân nó sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 1 năm 2020 nha các bạn. Rồi bạn bấm vào địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi mình sẽ nhận được 113.8 token của hiệu Nokia khoảng 25 đô. Dưới đây là một dự án nó đã list trading trên CoinMarketCap các bạn. Đây mình nhấp qua CoinMarketCap mà nó list sàn nào luôn các bạn. Rồi các bạn chờ mình một chút xíu nha các bạn. Ồ, giá trị của token này khá là cao các bạn, gần 0.19 gần 0.2 đô trong token các bạn. Đã list sàn. Pha các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Ồ, đã list sàn hot. Phan các bạn chờ chút xíu. Đã list sàn đã list sàn Uniswap V2 các bạn, nó đã cho chạy qua token BKETH nữa các bạn. Còn sàn KuCoin thì cho chạy qua USDT BTC các bạn. Khá là nhiều sàn các bạn. Thì các bạn yên tâm làm giá này gọi lên 0.2 này các bạn. Token nhảy khá là mau. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc join vào nha các bạn. Chết bà, mình đã BN rồi, để mình bỏ bớt vài con các bạn. Con vua này mình đã mới về gấu 2 nha các bạn, nên mình xóa mình rời khỏi nhóm group nữa các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Mình đã mới phân phối. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh seller nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp nha các bạn. Rồi BN nữa các bạn ơi, nên mình bỏ một con nữa. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đầu. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Ôi sao nó không có từ quýt ta. Rồi bấm bấm balance đi xét số càng kiếm được các bạn. Mình đã muốn nhận. Bạn bấm vào cái form mình lấy ghép chia xe con bè cho người thân các bạn. Bấm quýt giao nữa các bạn. Chương trình này nó sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Ghép ta đi. Chương trình này góp này nó sẽ N12K member. Ok, như vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp đến đây, nhận token Nokia đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video mình và ủng hộ mình nha các bạn. Mình chúc các bạn có một cái Tết niên thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.